cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe nhìn giọng đây nói nè, ông nhìn đâu không, không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói từ lúc đầu á. Em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Sao tay lạnh ngắt vậy? Giờ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run, bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức. Dạ, em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Dạ. Rồi, ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? À, em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ma đúng không? Dạ. Đâu, ru thử một chút coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi, ngọt à nha, ngọt à. Giọng ca này anh Nguyễn Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Nguyễn Linh ơi. Ví dụ lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ tốt. Thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai gì sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay, và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu á không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn á. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì không vậy? Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Gì cuối sợ như vậy? Dạ hồi nãy anh tính làm cái gì anh quên anh ta. À đúng rồi, tặng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái thôi được không? Không, nghe em xin. Em thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì em chưa biết tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao. Anh khó trong á, không phải khó ngoài. Trong anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi, tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kiếm một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người vậy làm u sim hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn đến đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng nhìn nói đây nè, ông nhìn đâu không, không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói từ lúc đầu á. Em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi, ghê gớm. Ghê gớm. Dạ, biết cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù giác cái lù chạy tuốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ. Ghê lắm. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có. Em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không, không dám nhìn được quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta. À sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch. Thích xem phim, cà phê với bạn bè. À sau cái chương trình này á có 2 cái vé đi xem phim. Thì anh mong là em đi với anh nha.
Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê. Đồ hai bé miễn phí không anh? Đúng rồi. Hai bé phí. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé hai đứa mình đi riêng hả em? Trời ơi. Ý là ông ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em, để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em rung quá à? Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có rung sao? Trời ơi, tôi nổi da gà rồi đó, trời ơi đó. Em nổi da gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm, tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? Số 3 2 1 1 Trời ơi. Không.